xa. Vậy mà giờ đây tranh giành chi những thứ không bền, lời danh mây chốc cũng tan thành như mây khói. Rồi sáng đẹp cũng vậy thôi, có những gì bền mãi đâu. Quanh quẩn tâm mình rồi thầy mang đến những lời đào vang cao quý, soi sáng đời con từ đây cho con được cuộc sống an lành. Sẽ về đâu nếu như chẳng có duyên gặp thầy? Thầy là cha chỉ bước soi lối dắt dìu chúng con. Năm tháng trôi qua thầy đã thay đổi đời con. Kiếp nay gặp thầy thế nên lòng con hạnh phúc, quyết nghe theo thầy những điều thật hay. Cảm ơn sư phụ đã ban nhiều điều lợi ích, mãi ghi trong lòng ơn thầy cứu khổ đời con. Mãi ghi trong lòng ơn thầy cứu khổ đời con. Này bạn ơi, trên đời mấy ai thơ vì tha thương người với ca tầm lòng con khăng đi. Đời phù du nào ai biết trước những gì xảy ra, thôi sống yêu thương từ bi đến khi biệt ly. Hãy gieo duyên lành trái ngọt ngày sau hướng phước, đến đây một mình xa đi cũng một mình ta. Có duyên kiếp này chúng ta được gặp nhau đó, kiếp sau bao giờ chúng mình mới gặp lại nhau. Cảm ơn sư phụ đã cho đời con tươi sáng, để mai sau này con sẽ